Thưa cả nhà, đây là cái gì nè? Đây chính là một ly sầu riêng dầm rất là thơm, rất là ngon, rất là béo ngậy. Và trời ơi, quay từ sáng tới giờ mà có một cái ly sầu riêng như thế này thì còn gì bằng nữa các bạn ơi. Và anh Thành cũng rất là thích ăn sầu riêng. À, để dạo qua mời anh Thành ăn nhé. Hộp e bánh bao xôi chiên xôi mặn cà phê thuốc lá đi. Cà phê rồi, ôi. Anh Tu gì vậy? Yêu nghiệp. Yêu quái đi ra cho các. Cái này đồ mặn đâu anh. Cái này đồ ăn. Ôi, yêu quái đi ra cho các. Không, cái này ngon lắm anh ơi. Dạ, mẹ thương mẹ độ phù hộ cho mấy đứa. Mà nó ăn hồi nó bị trúng thực cũng đi tè ra. Anh ơi, cái này là quán nổi tiếng, quán mà anh hay dắt em đi ăn á. Nọt cái hụ luôn, trời ơi. Nó béo mà nó thơm. Đó mà nó lạnh lạnh nữa. Mà nó thêm miếng sữa gì trắng trắng. Mày ăn ở như vậy mà mày ăn hay được cả dạ. Hả? Mày nghĩ sao mày ăn một mình, người ta đang giảm cân rồi, hợp tác tới đi. Đi ra ngoài kia ăn, thấy không? Phát cái mới gì làm vô đây. Rồi đưa đây rồi dịu như đưa cho người ta. Rồi một lát cầm cái ly này rồi khi ta lỡ người ta ăn giùm ta. Chứ khi ta ăn rồi sao? Được. Tâm bất biến với dòng đời dạng biến. Tâm bất biến. Tâm bất biến với dòng đời dạng biến. Không quả hay không là nó nằm ở chỗ này nè. Hai tuần rồi đã nhịn rồi. Không không được ăn không. Hai tuần rồi nhưng mày đi đi. Mày đi đi. Đây là điều quan trọng. Mày đi đi. Em nói thiệt. Mày đi đi. Em nói thiệt, cái này không thơm em làm con chó luôn hả? Chó luôn hả? Chó luôn hả? Không phúc. Mày làm con chó đi. Mày làm con chó đi. Con chó nó không ăn được đi. Nói vậy thôi nhưng mà nó ngon lắm, thơm lắm. Mày. Tao ăn tao là mới là con chó đó. Thành, một muỗng không mập đâu Thành. Mày đi liền cho cái. Một muỗng không mập, anh tin lời. Dạ, đây là không chịu. Bây giờ mày đi chưa? Tao kêu anh Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. No, Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. I don't know. Đi. Yêu kìa. Ăn mà đi bắt đi không. Ăn mà đi bắt đi không. Anh mày sẽ mập. Chánh quả. Mày sẽ mập, dạ, mày sẽ mập. Mày sẽ xấu. Ngày em mập là ngày em vui. Lúc đó anh sẽ lấy 6 muối để đập vô mặt em bảo dạ ơi. Sầu riêng rồi dạ, sầu riêng rồi dạ. Không quan tâm là sẽ đủ 6 muối sầu riêng trong ly này là. À vậy hả, 6 muối hay không? Một miếng thôi. Chúc em có một muối nha dạ. Không mập đâu thầm. Đi đi, sống trên đường đi. Ui, ta không thấy, ta không thấy. Không thấy, ta không thấy. Ui, ta không thấy yêu nghĩa. Đáng thương lắm. Trời ơi, mình đi ăn, mình post lên trên Facebook, mình chi món này, món nọ, món kia. Để rồi bây giờ mày đặt giảm cân, nhột.